Xin chào các bạn quay trở lại với kênh phân tích tài chính cùng với tôi Lưu Mạnh Thắng, giám đốc tài chính kế toán trưởng. Có cần phải quản trị cảm xúc hay không? Đây là một cái câu hỏi mà tôi nhận được rất là nhiều từ các khán giả, những người đang làm công tác tài chính kế toán nói chung và những người đang làm giám đốc tài chính kế toán trưởng, hỏi rằng trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh, trong quá trình điều hành của doanh nghiệp, rất là nhiều các cái áp lực từ cái công việc thực tế, và với những cái áp lực đó thì rất là nhiều các cảm xúc xấu thường diễn ra trong cái quá trình chúng ta làm việc, chúng ta sống, chúng ta điều hành công việc của chúng ta. Và những cái cảm xúc này thì thường nó sẽ dẫn đến những cái kết quả trong công việc không tốt, không được như chúng ta mong muốn, và những điều chúng ta mong muốn thì nó bị cản trở bởi những cái cảm xúc này. Vậy làm như thế nào để chúng ta có thể giải quyết được cái công việc của chúng ta một cách hiệu quả hơn từ những cái cảm xúc này? Bởi cảm xúc nó sinh ra từ trong cái quá trình chúng ta làm việc, từ trong cái quá trình chúng ta xử lý các cái vấn đề nó phát sinh, và các vấn đề nó phát sinh từ trong cái công việc của chúng ta, từ trong cuộc sống của chúng ta thì nó rất là phức tạp, và rất là nhiều cái tình huống rất là khó, những rất nhiều cái tình huống căng thẳng từ cái tính chất công việc của chúng ta mà ra, và đặc biệt là những người làm trong cái lĩnh vực tài chính kế toán của doanh nghiệp. Với cái áp lực từ hoạt động sản xuất kinh doanh, với cái áp lực từ ban lãnh đạo, từ các nhà quản trị của doanh nghiệp lên cái bộ phận tài chính doanh nghiệp, lên những người làm giám đốc tài chính kế toán trưởng, và với những cái áp lực như vậy thì thường các cái cảm xúc tiêu cực của chúng ta nó luôn ngự trị ở bên trong, và từ những cái cảm xúc nó tiêu cực đó nó luôn luôn làm cho chúng ta bị ảnh hưởng vào cái kết quả xử lý công việc của chúng ta, và kể cả những cái vấn đề khác trong cuộc sống của chúng ta nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái cảm xúc này. Và nó không những nó đem từ cái công việc mà nó còn đem cả về nhà chúng ta, đem cả vào trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, bởi những cái cảm xúc này nó không được triệt tiêu đi, và nó tiếp tục nó duy trì sau khi chúng ta rời khỏi cái công việc của chúng ta, rời khỏi doanh nghiệp của chúng ta về nhà, chúng ta sống, chúng ta giải quyết các công việc khác, nhưng những cái cảm xúc cũ ở trong công việc nó vẫn còn đó, và nó đeo theo chúng ta vào trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và nó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, và ảnh hưởng đến cả cái chất lượng công việc của chúng ta, cái kết quả công việc của chúng ta nữa. Vậy chúng ta làm như thế nào để chúng ta có thể hóa giải được điều này? Hay nói một cách khác, đó là làm sao để chúng ta có thể quản trị được cái cảm xúc của chúng ta để giúp cho chúng ta trở về cái trạng thái cân bằng, có được những cảm xúc tích cực trong công việc của chúng ta. Đây là một cái mong muốn, là một cái câu hỏi rất chính đáng của những người làm công tác tài chính kế toán. Ở cái video ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta có thể quản trị cảm xúc một cách rất là đơn giản sau đây, để giúp cho chúng ta quay trở lại được cái trạng thái cân bằng, hay nói cách khác, đưa chúng ta chuyển từ cái trạng thái cảm xúc tiêu cực sang được một cái trạng thái cảm xúc tích cực. Và cái trạng thái cảm xúc tích cực nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn để chúng ta giải quyết công việc của chúng ta một cách hiệu quả, bởi vì chúng ta luôn mong muốn công việc của chúng ta được giải quyết một cách hiệu quả. Bởi vì với vai trò là giám đốc tài chính kế toán trưởng thì chúng ta phải giúp cho doanh nghiệp của mình, giúp cho giám đốc của mình đạt được cái mục tiêu tài chính trong năm, đó là cái mục tiêu mà doanh nghiệp hướng đến. Và với vai trò là một nhà quản trị tài chính doanh nghiệp thì cái gánh nặng về quản trị tài chính đặt lên vai người giám đốc tài chính kế toán trưởng. Nếu chúng ta quản trị được cái cảm xúc của chúng ta thì cái giải quyết công việc của chúng ta nó sẽ đạt được cái hiệu quả cao nhất, và đó là cái mong muốn, đó là một cái nhu cầu chính đáng của tất cả mọi người. Thì trước hết tôi xin chia sẻ là để đạt được một thành công thì chúng ta có 3 yếu tố, đó là tư duy đúng, chiến lược đúng và hành động. Tư duy đúng là những cái suy nghĩ, là những cái cảm xúc của chúng ta, là những cái điều chúng ta mong muốn giúp chúng ta đạt được cái mục tiêu của chúng ta thì gọi là tư duy đúng, và tư duy đúng chiếm 80% cái thành công của chúng ta. Và để chúng ta thành công thì chúng ta cần thêm kiến thức và chiến lược, và với những người làm công tác tài chính kế toán thì kiến thức về quản trị doanh nghiệp là điều đương nhiên chúng ta phải có. Tuy nhiên cái kiến thức về quản trị tài chính doanh nghiệp nó cũng chỉ chiếm 20% cái sự thành công của chúng ta mà thôi, và cái tư duy đúng nó mới giúp cho chúng ta đạt được cái thành công, và tư duy đúng luôn luôn chiếm 80% cái sự thành công của chúng ta. còn lại 20% thuộc về kiến thức, thuộc về chiến lược và những điều chúng ta sẽ phải hành động. Nhưng làm sao để chúng ta có thể hành động, làm sao để chúng ta có được cái tư duy đúng, luôn luôn chúng ta hướng đến cái tư duy đúng thì cái cảm xúc nó sẽ quyết định cái điều này. Nếu chúng ta có đủ cái trạng thái cảm xúc tốt nhất thì luôn luôn chúng ta giữ được cho mình được một cái tư duy đúng, hướng cho chúng ta đến được một cái tư duy đúng, và chúng ta sẽ đưa các cái chiến lược, đưa các cái kiến thức của chúng ta vào trong thực tế, áp dụng vào trong công việc của chúng ta để chúng ta giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp của chúng ta. Bởi vậy cái cảm xúc nó chi phối đến cái chất lượng của chúng ta, chi phối đến cái kết quả mà chúng ta làm hay không làm. Nên bởi vậy chúng ta phải quản trị được nó, và để quản trị được nó thì chúng ta cần phải hiểu được cái cảm xúc được ảnh hưởng bởi những yếu tố nào, hay những yếu tố nào chi phối đến cái cảm xúc của chúng ta. Thì có 3 yếu tố nó chi phối đến cái cảm xúc của bất kỳ một cá nhân nào, đó là cái trạng thái của chúng ta. Trạng thái tức là gì? Là cái cơ thể của chúng ta ở một cái trạng thái có năng lượng cao, hay là cơ thể của chúng ta ở một trạng thái không có năng lượng cao. Ví dụ chúng ta giơ tay lên như thế này, chúng ta chống hai tay như thế này, chúng ta giang tay ra như thế này, thì đó là những cái trạng thái cơ thể mà chúng ta có được cái năng lượng cao. Nếu như chúng ta trùng vai xuống thì cái năng lượng của chúng ta nó rất là thấp, nhưng nếu chúng ta vươn vai lên và chúng ta giơ tay cao lên như thế này, chúng ta giang rộng tay chúng ta ra, hoặc là chúng ta nắm hai tay như thế này và chúng ta chống vào sườn, thì đây là những cái trạng thái cơ thể mà nó tạo ra được một cái nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Nên bởi vậy trạng thái cơ thể là một trong những yếu tố tạo ra được một cái cảm xúc tích cực cho chúng ta. Nếu chúng ta ngồi trong một cái không gian rộng lớn, chúng ta vận động ở trong một không gian rộng lớn, hoặc những cái trạng thái cơ thể, những cái dáng đứng của chúng ta, tay chúng ta dang rộng ra, vươn cao ra, ngực chúng ta đưa về phía trước, hai tay chống vào hai bên sườn, thì đó là những cái trạng thái cơ thể mà giúp cho chúng ta quay trở lại được một cái trạng thái năng lượng mạnh mẽ, tích cực hơn. Đó là yếu tố đầu tiên, cái ngôn từ mà chúng ta sử dụng trong cái công việc của chúng ta, trong cái cuộc sống của chúng ta, nó quyết định cái việc chúng ta có trạng thái năng lượng tốt hay là không. Bởi vì tại sao chúng ta sử dụng những cái ngôn từ tích cực, những cái ngôn từ mạnh mẽ thì sẽ giúp cho chúng ta có được cái trạng thái năng lượng mạnh mẽ và cái cảm xúc tích cực. Còn nếu như chúng ta sử dụng những cái ngôn từ tiêu cực thì chúng ta sẽ tập trung vào đó những cái cảm xúc nó tiêu cực và cái năng lượng nó thấp, nó không giúp cho chúng ta có được một trạng thái năng lượng cao, năng lượng mạnh mẽ và cái cảm xúc tốt được. Đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba đó là cái sự tập trung của chúng ta. Chúng ta tập trung vào cái điều gì thì cái điều đó nó sẽ nở ra. Chúng ta tập trung vào những cái điều tích cực, chúng ta tập trung vào những cái điều tiêu cực thì những cái điều tiêu cực nó sẽ đến với chúng ta. Còn nếu như chúng ta tập trung vào những điều tích cực thì cái nguồn năng lượng mạnh mẽ nó sẽ đến với chúng ta, và cái cảm xúc mạnh mẽ nó sẽ đến với chúng ta, những cảm xúc tích cực nó sẽ đến với chúng ta. Nên bởi vậy để có được một cái trạng thái cảm xúc tích cực thì chúng ta cần phải thay đổi cái trạng thái cơ thể của chúng ta. Chúng ta cần phải đứng ở những cái tư thế, vận động ở những cái tần suất nhanh, mạnh và không gian rộng lớn để giúp cho chúng ta có được một cái nguồn năng lượng mạnh mẽ với những cái trạng thái cơ thể thay đổi, để giúp cho chúng ta có được cái nguồn năng lượng mạnh mẽ. Cái điều thứ hai là chúng ta cần phải sử dụng những cái ngôn từ tích cực, hướng đến những cái điều tích cực để giúp cho chúng ta luôn có được một trạng thái năng lượng mạnh mẽ. Và cái điều thứ ba là chúng ta luôn tập trung vào những cái điều tích cực, tập trung vào những cái điều giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu của chúng ta. Và ba cái điều này sẽ giúp cho chúng ta duy trì được một cái trạng thái cảm xúc tích cực. Và khi chúng ta đã có được cả cái trạng thái cảm xúc tích cực thì chúng ta luôn luôn có được những cái tư duy đúng, áp dụng các cái chiến lược trong quản trị tài chính và cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, và chúng ta hành động với cái chiến lược chúng ta đã đặt ra thì kết quả chúng ta đạt được nó sẽ tốt như chúng ta mong muốn. Bởi vì để thành công thì chúng ta cần phải lặp đi lặp lại các cái chiến lược chúng ta hành động. Nhưng nếu chúng ta không có được cái trạng thái năng lượng mạnh mẽ thì chúng ta sẽ khó mà chúng ta có thể hành động được, và chúng ta không hành động thì chúng ta sẽ không thể đạt được thành công. Thì trên đây tôi chia sẻ cho các bạn cái công thức để giúp cho chúng ta quản trị được cảm xúc của chúng ta, một cái công thức rất là đơn giản để những người làm công tác quản trị tài chính của tất cả các doanh nghiệp biết được mình cần phải làm sao để quản trị được cái cảm xúc của mình, để giúp cho chúng ta đạt được cái thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.